Vâng, và nếu như quý vị có theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tối ngày hôm qua ở trên YouTube thì có thể nhìn thấy một dòng chữ như thế này ạ. Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ thì tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Vâng, đây là dòng thông báo trên màn hình của kênh YouTube Next Sports, đơn vị giữ bản quyền truyền thông giải bóng đá AFF Cup 2020 tại Việt Nam. Và việc không được nghe quốc ca ở phần lễ chào cờ khiến cho người hâm mộ bóng đá và cộng đồng mạng bức xúc lên án Cụ thể thì khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào diễn ra trên truyền hình tại kênh VTV5 và VTV6 thì trận đấu vẫn, vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên thì với bản phát trực tuyến trên kênh Youtube của Nextport ở phần lễ chào cờ, phần âm thanh bị tắt cùng dòng thông báo vì lý do bản quyền âm nhạc. Theo tìm hiểu thì đây không phải là lần đầu tiên Nextport gặp vấn đề với phần nhạc quốc ca của Việt Nam trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia khi mà được phát trên nền tảng Youtube. Nguyên nhân được lý giải bởi trước đó thì một số bản thu âm quốc ca của Việt Nam đã bị đăng ký sở hữu qua Content ID, một hệ thống tự động của YouTube cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ. Ngay khi mà sự việc xảy ra thì nhiều người đã vào fanpage của BH Media để bày tỏ sự bất bình vì cho rằng là BH Media có liên quan đến sự việc kể trên. Hiện nay thì sự việc đang được làm rõ, tuy nhiên thì việc tắt tiếng nhạc quốc ca đã mang đến cảm xúc tiêu cực cho khán giả, bởi vì quốc ca là niềm tự hào của người dân Việt Nam, đặc biệt là khi được vang lên ở các sự kiện quốc tế. Vâng thưa quý vị, các khúc tiến quân ca của cố nghệ sĩ Văn Cao đã được gia đình hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ quản quản lý, có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị của các khúc này. Và chúng tôi hiện nay đang liên hệ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để làm rõ sự việc.